Thành phố Hồ Chí Minh phong tỏa chung cư Sư Văn Hạnh quận 5 để tránh lây lan dịch. Xác nhận một người dương tính với COVID-19 đã nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440. Thông tin mới nhất cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện một người dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 1440. Được biết, ngày 28 tháng 12, bệnh nhân này trú tại chung cư Sư Văn Hạnh, khu vực phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và hiện nơi này đã được phong tỏa. Lực lượng chức năng vẫn đang thực hiện phong tỏa lô B của chung cư Sư Văn Hạnh. Lối ra vào chung cư có hàng rào chắn được lập ra để hạn chế cư dân ra vào. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bên trong, nhiều nhân viên y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm với cư dân trong chung cư. Người dân gần chung cư cho biết, việc phong tỏa này được thực hiện từ tối hôm 27 tháng 12. Theo Zin đưa tin, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sáng ngày 28 tháng 12 đã báo cáo về trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bệnh nhân 1440. Cụ thể, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Thành phố Hồ Chí Minh là NQH, nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú ở chung cư Sư Văn Hạnh, phường 9, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, người này sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar, sau đó nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 1440 về Việt Nam qua đường mòn lối mở. Ngày 27 tháng 12, người này được cách ly tại khu cách ly tập trung quận 5, đồng thời được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cùng ngày 27 tháng 12 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định nhưng có dấu hiệu nghẹt mũi, ho đờm nhiều. Cũng theo nguồn tin cho biết, từ tháng 9 đến ngày 15 tháng 12, bệnh nhân sống cùng bệnh nhân 1440 tại Myanmar. Ngày 15 tháng 12, bệnh nhân đi cùng bệnh nhân 1440 từ Myanmar đến Mae Sot, Thái Lan, ở cùng một khách sạn với 5 người khác. Ngày 23 tháng 12, nhóm 7 người này đi từ Bangkok, Thái Lan đến Campuchia. Sau đó, 6 người trong đoàn 7 người này từ Campuchia về Việt Nam, hiện không rõ qua cửa khẩu của tỉnh nào. Khi đến địa phận Việt Nam, nhóm người này di chuyển bằng xe 7 chỗ, có màu trắng, không rõ biển số và tài xế. Trên đường di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân 1440 và một người phụ nữ tách ra đi về miền Tây. Hiện bệnh nhân 1440 đang điều trị tại tỉnh Vĩnh Long. Người phụ nữ được cách ly ở bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Tại tỉnh Vĩnh Long, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho biết, hai trường hợp F1 lấy mẫu xét nghiệm 27 tháng 12 đã có kết quả âm tính lần 1. Như vậy, tất cả 15 trường hợp F1 ở tỉnh Vĩnh Long đều âm tính đợt 1. Ngoài F1, tỉnh Vĩnh Long còn rà soát và cách ly tại nhà 122 trường hợp F2. Ngành y tế địa phương cũng đã phân công cán bộ y tế và lực lượng công an giám sát các trường hợp F2 cách ly tại nhà, không được ra ngoài trong thời gian này. Tại tỉnh Tiền Giang sáng ngày 28 tháng 12, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh cho biết kết quả xét nghiệm lần 1 đối với trường hợp F1 có tiếp xúc với bệnh nhân 1440 tại một quán cơm ở xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè và một trường hợp nghi ngờ đều âm tính với COVID-19. Riêng 12 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định. Quán ăn, nơi bệnh nhân 1440 ghé qua đã được phun thuốc diệt trùng lần 2 và tiếp tục ngưng hoạt động trong 14 ngày. Riêng 150 nhân viên tại đây đều được đo thân nhiệt và sức khỏe bình thường. Trong thời gian ngưng hoạt động, chủ quán cơm vẫn trả lương cho nhân viên 50%. Mới đây nhất, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 27 tháng 12 năm 2020, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng phát hiện 86 trường hợp là công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam. Được biết, các công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực Trà Lĩnh, huyện Trung Khánh, tỉnh Cao Bằng. Những công dân nhập cảnh trái phép này có độ tuổi khá rộng từ 15 đến 52 tuổi, thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Quảng Bình và Cà Mau. Những người này thừa nhận xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để làm thuê. Do tình hình dịch Covid-19 và lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét mạnh những người nhập cảnh trái phép, nên họ tìm cách vượt biên về Việt Nam. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra y tế đối với 86 công dân này, đồng thời đưa đi cách ly theo đúng quy định. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.